là nước dơ thì ta sẽ không sử dụng được gì hết. Và phương tiện chu cấp nước để tháo gỡ và giải quyết cơn khát không có, vì một người mới đi từ sa mạc về thì không còn cách nào khác. Đức Phật dạy là hãy chấp nhận cái hoàn cảnh đó, thay đổi thái độ. Thay vì cho rằng uống cái này không giải quyết gì hết, có thể bệnh tật, thì hãy nghĩ tìm một thái độ tích cực hơn, đó là hãy dùng một cái lá gì đó che đậy trong vòng 5-10 phút để cho các cái bợn nhơ nó được lắng dịu xuống ở dưới cái thành hoặc là cái đáy của cái vết chân châu, rồi mới dùng một cái lá nhỏ tạo ra một thành một cái phiểu, nhẹ tay múc ở chính giữa và bên trên thì nước đó vẫn là nước trong. Nếu ta có may mắn có được mười mấy lỗ như thế là ta có thể vượt qua được cơn chết khát. Đó là một sự thay đổi thái độ từ một cái môi trường rất tiêu cực, không còn một sự lựa chọn nào khác, vẫn có thể mở cửa chúng ta dẫn đến một cái đời sống hết sức là bình an. Cho nên người có tư duy tích cực theo lời dạy của bài kinh này đó là cần phải thích ứng bằng cách là thay đổi thái độ của mình. Bill Gates vào tháng 8 năm 2008 vừa qua, trước khi về hưu vĩnh viễn, để đầu tư quãng đời còn lại cho việc làm từ thiện với cái quỹ mang tên vợ chồng ông, thì người ta đến phỏng vấn ông, mới tặng cho các nhà phỏng vấn đó 10 bài học. Thì bài học đầu tiên là như thế này: khi mới vào đời và lập nghiệp, các bạn sẽ có thái độ là tôi phải lấy cái công bằng xã hội làm đầu để tôi đi dẹp loạn Bắc Nam, vân vân, tất cả các thứ, và tạo ra một cái chỗ đứng chân chính nhất. Đó là một quan điểm sai lầm, vì châu chấu không thể nào làm đổ ngã được các chiếc xe. Lý thuyết và duy lý thì có thể được, châu chấu đá xe, nhưng trên thực tế là xe cán châu chấu nát nó thành tro và bụi thôi. Cho nên thay vì nỗ lực làm việc đó khi sức mình chưa đủ, thì hãy chấp nhận cái hoàn cảnh tương đối để đóng góp những cái tích cực và có sự tuyệt đối ở trong nỗ lực chân chánh này. Các bạn sẽ làm lên đại sự. Và ông cho rằng đó là bài học đầu đời mà ông đã làm, dẫn đến sự thành công, trở thành tỷ phú từ hai bàn tay trắng. Đó là một sự thay đổi thái độ thôi. Do đó đừng có nghĩ rằng tôi là thanh tra, tôi đi làm những công việc cho nó đâu vào ngăn nắp, công việc đó để luật pháp làm, còn mình làm là làm những cái gì về đóng góp, về phận sự, về cho mọi việc nó nên ngày càng tốt đẹp theo cái vai trò mà mình đang có. Chỉ có như thế là ta có được cái tâm rất là phấn chấn, yêu đề, lạc quan, nhìn thấy, nghĩ lại, quan niệm về những gì mà ta đóng góp thì ta có được niềm vui. Còn mà không cứ đóng vai trò là thanh tra, đi tới đâu cũng có gai, gốc, miễn chai, lựu đạn, súng ống, rocket hay là nguyên tử hạt nhân thôi, rồi cuối cùng rồi mình nản luôn, không dám làm gì hết. Do đó thay đổi thái độ là một cái rất quan trọng. Mà thay đổi thái độ nó phải phát xuất từ hai hướng. Thứ nhất là nhận thức rằng các thái độ ta có trước đây là sai lầm, bây giờ ta phải có nhu cầu làm mới nó tuốt lại. Giống như mỗi năm đến trước mùa Tết á, ta phải dùng các loại đánh bóng để cho lư đồng chân hương ở trên bàn thờ gia tiên mà tài phẩm được sáng láng đẹp, để ta hy vọng rằng có được một năm mới và đẹp như là đồng sáng loáng vậy. Như vậy là ta phải có một cái ý thức như là một nhu cầu để làm mới nó. Cái thứ hai là nếu tự thân mình không làm mới được thì ta phải nhờ người khác hướng dẫn tư vấn để làm mới. Mặc dù cái lúc đầu ta nghĩ nó có cái danh, cái lợi, rồi một cái gì đó đi kèm theo, nhưng nếu có được một người tư vấn tốt, người ta sẽ chuyển cái thế của mình để từ một cái tiêu cực phát xuất từ một động cơ xấu trở thành một cái tích cực với một cái kết quả rất là đẹp và vui, thì ta sẽ là có được cái kết quả tốt. Bây giờ là cái tình huống cuối cùng, đó là làm mới nhân cách. Nhân cách thì đa dạng, nó gồm có những cái đức tính tốt nhất như là từ bi, hỷ, xả, rồi dấn thân, vô ngã, vị tha, phụng sự, không hơn thua, không hận thù, không tham, không si mê, và hàng trăm ngàn các đức tính khác làm cho con người trở nên ngày càng cao thượng hơn, tốt đẹp hơn. Ở đây chúng tôi chỉ giới hạn cái nhân cách cao thượng bằng cách là lấy ăn báo oán thôi, để làm mới cái đời sống trong mối quan hệ trục trặc
vốn có giữa hai người, hai đối tác, hai công ty, hai đoàn thể, hai quốc gia, hoặc là hai liên minh nhất định nào đó. Chuyện kể như thế này là nước Lương và nước Sở đó chia sẻ cùng một biên giới, mà dùng đất ở hai nước này đó nó rất là thích hợp với các cái loại trồng bò sát như là dưa vân vân. Thì chính phủ của hai quốc gia Lương và Sở này đã khích lệ toàn dân của mình trên tinh thần là phi nông bất ổn, là phải lấy nông nghiệp làm chuẩn thì đời sống kinh tế mới được thăng hoa. Sản lượng của hai nước về trồng dưa lúc nào cũng khác nhau, vì phương pháp trồng, cách chăm sóc, thái độ siêng hay là lười biếng của những cư dân ở đây nó khác nhau. Sau nhiều năm đầu tư kinh tế về dạng này, nước Lương ngày càng đi lên, nước Sở ngày càng đi xuống, vì khác về những điều mà chúng tôi vừa nêu. Bên nước Sở có ông huyện trưởng có tâm hết sức là hẹp hòi, mới ra lệnh cho các binh lính của mình á, cứ đêm xuống khoảng chừng 7 giờ đến 9 giờ tối, chờ người ta không có để ý và canh phòng, qua phá hoại mùa màng các ruộng dưa của nước Sở. Ai làm được của nước Lương, ai làm được nhiều á thì được trọng thưởng. Thì như vậy là năm sau cái sản lượng nông nghiệp của nước Lương bắt đầu nó thấp hơn là của nước Sở. Huyện trưởng của nước Sở có tên là Tống Tụ rất là ngạc nhiên, bởi vì mỗi ngày mình đi giám sát đàng hoàng, làm công thức rất là đúng giống như mọi năm, thời tiết khí hậu đâu có ngược, đâu có sương mốc, đâu có những loại nước ngập, cũng không có nóng quá mức dẫn đến hạn hán, mà tại sao sản lượng lại thấp hơn? Cho nên ông hoài nghi và yêu cầu mọi người giám sát, thì phát hiện ra người ta phá ruộng của mình. Thì các binh sĩ của nước Lương mới xin phép là cho phép chúng tôi cũng phá hoại lại để coi ai hơn ai, vì binh đoàn của ta nhiều hơn họ. Tống Tụ yêu cầu các anh em không nên làm như thế. Bây giờ các anh em nếu thương tôi và thương quốc gia của mình thì hãy làm bằng cái phương pháp sau. Từ 10 giờ sau khi mà binh lính của nước Sở về cho đến 1 giờ khuya, các anh em hãy đến ruộng dưa của họ tưới phân bón chăm sóc thật là tốt, bên cạnh việc chăm sóc cái của mình. Cứ làm như vậy đi rồi sẽ có kết quả tốt. Thì vài ngày sau cái sản lượng của bên nước Sở nó cao hơn nữa. Thì huyện trưởng mới nói, suy nghĩ nào giờ lính của mình sau giờ làm việc là nó đi về, kêu năn nỉ nó làm thêm nó cũng không thèm làm, nó luôn luôn là làm tính công chứ không phải là làm hết giờ hết việc, chứ hết giờ là nó nghỉ thôi. Là tại sao sản lượng lại cao như thế này? Ông ngạc nhiên, ông cho mọi người theo dõi. Thì từ 10 giờ trở đi thì thấy là lính của nước Lương qua để giúp cho mình. Ông cảm thấy nó rai rất hơn bao giờ hết. Mình có tâm địa hẹp hòi phá hoại của người ta mà người ta còn đi chăm sóc cho mình để có mình có được cái sản lượng kinh tế. Từ đó ông cảm thấy là không còn chịu được nữa, mới dâng sớ tạ tội với vua của nước Sở. Thì vua nước Sở cảm thấy rất là buồn và phán cho một câu: lấy ăn báo oán. Nếu hiểu thì giang hồ đó là một cái cách là trả thù thâm thúy nhất mà có giá trị nhất. Cho nên ông mới ra lệnh cách chức huyện trưởng của nước Sở, cho một người khác có tầm nhìn tương tự như huyện trưởng của nước Lương lên, nhưng không đầy vào biên cương, cho người đó trở thành thường dân. Và từ đó nước Lương và nước Sở trở thành hai quốc gia liên kết thâm giao, và kinh tế về dưa của họ trở thành rất là mạnh của toàn nước Trung Quốc trước khi nó trở thành là một đất nước thống nhất từ thời Tần Thủy Hoàng. Đó là một câu chuyện có thật. Ở đây cái mối quan hệ lục đục lẳng đặng là vì tranh chấp quyền lợi kinh tế của hai bên, và bên Sở phát xuất từ một tâm hẹp hòi muốn mình trở thành độc tôn, trên nền tảng loại trừ hãm hại phá phách để cho nước bạn của mình điêu đứng. Cách làm đó hết sức là nhẫn tâm ác đức, và kết quả nó sẽ làm cho nền kinh tế phước báo của những người trực tiếp và những người dân gián tiếp bị cộng hưởng theo cái hướng tiêu cực. Còn đạo lý của nhà Phật dạy đó, dùng ân báo oán thì oán nó sẽ được tiêu tan, thì các mối quan hệ lặng đặng nó sẽ được kết thúc. Nếu Tống Tụ cũng là một cái người ăn miếng trả miếng,